Thưa quý vị, trước tình trạng bảo giá vật liệu xây dựng tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng vừa quyết định kiểm tra về quản lý chi phí hợp đồng xây dựng, trong đó có việc quản lý giá vật liệu thiết bị đợt giá xây dựng tại 7 địa phương, gồm Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, Cần Thơ, Tiền Giang. Thời gian kiểm tra trong quý 2 và quý 3 năm 2022. Nội dung kiểm tra quản lý chi phí hợp đồng xây dựng tại các địa phương của Bộ Xây dựng tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành của địa phương, về việc xây dựng, ban hành các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng đang có biến động giá mạnh, việc giải ngân các dự án đầu tư công bị chậm tiến độ, kế hoạch kiểm tra của Bộ Xây dựng nhằm theo sát thực tế, chia sẻ và tiếp thu các khó khăn dưới mắt, làm rõ thẩm quyền của các bộ ngành địa phương để cùng nhau tháo gỡ các khó khăn dưới mắt trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu là đưa các dự án về đích đúng tiến độ, kịp thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội.